Review dự án mật thảm họa trên cầu, nhiều nét tương đồng trên To Busan, nụ cười cố diễn viên Lee Sun Kyung gây xúc động. Thông tin phim dự án mật thảm họa trên cầu. Dự án mật thảm họa trên cầu Project Silent là bộ phim điện ảnh Hàn Quốc với đề tài thảm họa sinh tồn. Phim được đầu tư kinh phí lên đến 18 tỷ won, tương đương 330 tỷ đồng và tập trung vào việc xây dựng kỹ xảo đồ họa nhằm mang đến cho khán giả những thức phim thảm họa chấn động nhất. Không chỉ vậy, dự án mật thảm họa trên cầu còn sở hữu dàn ekip hùng hậu đứng sau như đạo diễn Kim Tae-gon, The Wing of Dream, chỉ đạo sản xuất Kim Jong-hwa, Thử thách thần chết, đạo diễn hình ảnh Hong Kyung-bio, Ký sinh trùng, đồng biên kịch Park Soo-suk, Chiến tàu sinh tử. Dàn diễn viên của phim quy tụ những cái tên đình đám của màn ảnh xứ Hàn như Lee Sun Kyung, Choo Ji Hoon, Kim Hee Won, Park Joo Hoon, Kim Soo Ah. Mức độ đầu tư cho thấy tham vọng của đội ngũ sản xuất trong việc tạo nên một bộ phim thảm họa sinh tồn hoành tráng và đáng xem nhất mùa hè này. Theo số liệu từ Box Office vào ngày 24 tháng 7, dự án mật thảm họa trên cầu ghi nhận doanh thu hơn 18 tỷ đồng và đang dẫn đầu phòng vé Việt. Trước đó, khi lần đầu công chiếu tại Liên hoan phim Cannes 2023, phim đã nhận được tràng pháo tay kéo dài từ khán giả. Hãy cùng tìm hiểu xem những lý do gì để giúp bộ phim tạo nên sức hút như vậy nhé. Nội dung phim dự án mật thảm họa trên cầu. Dự án mật thảm họa trên cầu có bối cảnh chính tại cây cầu sân bay dài hàng chục km đang bị bao phủ bởi sương mù. Một vụ tai nạn bất ngờ đã xảy ra khiến cho mọi người không kịp trở tay, từ đó dẫn đến những va chạm liên hoàn và khiến giao thông trên cầu hoàn toàn tê liệt. Lúc này, nhân viên nhà xanh Cha Jung Won, Lee Sun Kyung đang đưa con gái Cha Kung Min, Kim Soo Ah ra sân bay để đi du học thì bất ngờ bị kẹt lại. Ngoài ra còn có tài xế xe kéo Cho Bak, Choo Ji Hoon, người đang cố đuổi theo bố con Cha Jung Won với mong muốn kiếm được một khoản tiền. Cặp vợ chồng già Beom Hak, Moon Sung Gun và Sun Up Ja Soo Jong vừa trở về sau chuyến du lịch. Tay golf chuyên nghiệp Yura Park Joo Hoon và chị gái Miran Park Hee Bon phải trở về sau sự cố không thể xuất cảnh. Đặc biệt, tiến sĩ Giang Kim Hee Won là nhà nghiên cứu cấp cao đứng sau dự án bí mật và biết được sự thật khủng khiếp phía sau cũng không tránh khỏi nguy hiểm. Tưởng chừng như vụ va chạm sẽ được giải quyết sớm, nhưng sự xuất hiện của một chiếc xe quân sự từ dự án mật của chính phủ đã khiến mọi thứ trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Những chú chó được huấn luyện để giết người đã thoát ra khỏi chiếc xe quân sự và đe dọa tính mạng của những người còn sống sót trên cầu. Điều này buộc bố con Cha Jung Won cùng với những người còn lại phải tạo thành liên minh chiến đấu để sinh tồn. Trong quá trình đó, bản chất thật của mọi người cũng dần được hé lộ. Phim sinh tồn với yếu tố mới lạ. Khán giả phim Hàn hẳn đã không còn xa lạ với những thảm họa kinh hoàng trên màn ảnh, trong đó bao gồm cả sóng thần, đường hầm đổ sập, nổ nhà máy hạt nhân, rơi máy bay hay nhiều nhất là bùng phát zombie. Dòng phim sinh tồn thảm họa đã trở nên quá quen thuộc, nên khán giả cũng đòi hỏi những dự án thuộc thể loại này nên có nội dung mới mẻ và độc đáo hơn. Với dự án mật thảm họa trên cầu, vụ tai nạn liên hoàn trên cầu chỉ là bước khởi đầu cho mối nguy hiểm tiếp theo. Đó chính là những chú chó thuộc dự án mật được huấn luyện để giết người nhưng đã trốn thoát, phớt lờ mệnh lệnh của chủ nhân và trở nên điên cuồng tấn công những người sống sót trên cầu. Chính vì điều này đã tạo nên sự khác biệt giữa dự án mật thảm họa trên cầu so với những bộ phim thảm họa sinh tồn khác. Đặc biệt, câu chuyện phía sau sự tồn tại của những chú chó sẽ góp phần mang đến cho người xem thêm nhiều cảm xúc, làm lay động trái tim của những ai yêu động vật. Thực tế, việc đưa những chú chó vào một bộ phim có nhiều cảnh quay hành động chiến đấu có thể mang đến nhiều rủi ro, bởi chó thuộc về loài động vật không được làm hại nên nếu không đủ khéo léo thì rất dễ gây ra tranh cãi. Ngoài ra thì những cảnh hành động chiến đấu trong phim là quá nguy hiểm nếu để một chú chó thật thể hiện. Có lẽ đó cũng là một phần lý do vì sao đội ngũ sản xuất lại lựa chọn tạo ra những chú chó bằng công nghệ CGI dù cho chi phí thực hiện là rất lớn. Đồng thời, trong những cảnh quay mà người sống sót buộc phải chống trả sự tấn công của những chú chó quân sự, máy quay đã lựa chọn một hướng khác nhằm giảm bớt sự bạo lực trong phim. Thông điệp ý nghĩa, kỹ xảo đẹp mắt. Theo dõi dự án mật thảm họa trên cầu, nhiều khán giả sẽ nhận thấy tác phẩm có nhiều nét tương đồng với siêu phẩm Chiến tàu sinh tử Train to Busan trước đó, bởi đồng biên kịch Park Joo-suk của phim cũng chính là người đứng sau thành công của Train to Busan. Ngoài ra thì nhà sản xuất Project Silent còn chọn Kim Soo-ah, người đóng vai con của Gong Yoo trong Train to Busan, vào vai con gái của Lee Sun Kyung trong tác phẩm lần này. Đặc biệt, cả hai bộ phim đều có cách xây dựng cốt truyện với mục tiêu gà trống nuôi con, cùng với đó là sự xuất hiện của những sinh vật quái dị để làm nổi bật lên tình cảm gia đình, tình cha con và cả tình người. Bởi khi đứng trước làn ranh sinh tử, chính những thứ tình cảm này sẽ trở thành sức mạnh để con người có thể chiến đấu và vượt qua nghịch cảnh. Nổi bật lên trên cả chính là tình cảm cha con của nhân vật Cha Jung Won dành cho con gái. Với chức vụ phó giám đốc an ninh tại văn phòng tổng thống, Cha Jung Won vốn luôn đặt trách nhiệm chính trị lên hàng đầu và khiến cho mối quan hệ giữa mình và cô con gái Cha Kung Min ngày càng trở nên xa cách. Tuy nhiên, khi đứng trước hiểm nguy, Cha Jung Won đã nỗ lực tìm mọi cách để bảo vệ con gái, và quan trọng hơn hết là anh đã lựa chọn chống lại sếp của mình để bảo vệ những người vô tội khác. Chính hành động này đã giúp anh ghi điểm với con gái, điều đó còn quý giá hơn bất cứ một bằng khen hay phần thưởng nào. Ngoài ra còn có những nhân vật như anh chàng tài xế Cho Bak vượt qua sự tham lam và vô cảm để nỗ lực cứu sống mọi người, hay giáo sư Giang từ hèn nhát đã trở nên dũng cảm để vạch trần cái ác. Có thể ngay từ đầu đó không phải là những con người với tính cách hoàn hảo tốt đẹp, nhưng khi đạo đức được đánh thức, họ vẫn có thể quay đầu và trở thành người hùng trong nghịch cảnh.
Một điểm cộng khác của dự án mật thảm họa trên cầu chính là những hiệu ứng kỹ xảo đẹp mắt và ấn tượng, từ phân cảnh những chiếc xe hơi va chạm xếp chồng lên nhau tạo nên vụ tai nạn liên hoàn nghiêm trọng, cho đến hình ảnh cây cầu sắp đổ sập đều được thực hiện hết sức chân thật và gợi nhiều cảm xúc. Với bối cảnh chính chỉ gói gọn trên cây cầu dài hàng chục cây số, cao 70m so với mặt nước biển, đã gây ra sự căng thẳng hồi hộp từ đầu cho người xem. Ngoài ra thì các yếu tố như sương mù, khói lửa, biển cả mênh mông cũng được tận dụng tốt để tạo cảm giác nguy hiểm. Theo như thông tin được tiết lộ trước đó, nhà sản xuất đã sử dụng trường quay rộng 4.300m², huy động hơn 300 phương tiện và thiết bị hạng nặng để tái hiện các vụ va chạm. Mức độ đầu tư cho thấy nỗ lực của đội ngũ sản xuất trong việc xây dựng tình huống thảm họa quy mô choáng ngợp, đột phá nhất có thể. Những điểm trừ gây tiếc nuối. Với thời lượng không tới 100 phút, bộ phim có cách dẫn dắt một cách gọn gàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, điều này đã khiến cho các nhân vật trở nên mờ nhạt, tính cách và hoàn cảnh không được khai thác để khán giả nhớ đến hay cảm thấy đồng cảm. Điều này khiến không ít người xem cảm thấy tiếc nuối vì dự án mật thảm họa trên cầu sở hữu dàn sao quá hoành tráng nhưng lại không thể tận dụng tốt. Trong đó, nhân vật tài xế Joe Buck với những pha gây cười được cho là quá lãng phí so với tài năng diễn xuất của Soo Ji Hoon. Ngoài ra thì nữ diễn viên Kim Sua từng lấy đi rất nhiều nước mắt của khán giả trong Train to Busan, nhưng lần này dù cũng vào vai một cô bé phải trải qua nỗi đau mất mẹ và chiến đấu trong thời khắc sinh tử cùng với bố, nhưng những hành động của nhân vật lại không đủ để thuyết phục người xem. Dấu ấn diễn viên Lee Soon-kyung. Dự án mật thảm họa trên cầu là một trong hai dự án phim cuối cùng của cố tài tử Lee Soon-kyung. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên nam diễn viên tham gia diễn xuất trong một bộ phim điện ảnh với đề tài thảm họa và sinh tồn. Dù vậy, nhưng cố diễn viên vẫn thể hiện rất tốt những cảnh quay hành động mạnh mẽ và dứt khoát. Hình ảnh một người cha phải vượt qua nghịch cảnh để bảo vệ con gái được Lee Soon-kyung thể hiện rõ nét. Chiều sâu tâm lý nhân vật cũng được bộc lộ qua ánh mắt tràn đầy cảm xúc của cố diễn viên. Đặc biệt, nụ cười ở cuối phim như lời tiễn biệt của Lee Soon-kyung thật sự khiến người xem phải chạnh lòng. Nếu là fan của dòng phim sinh tồn và yêu mến tài năng diễn xuất của Lee Soon-kyung, dự án mật thảm họa trên cầu sẽ là bộ phim mà bạn không thể bỏ lỡ. Hãy cùng theo dõi Trạm Giải trí và Trạm phim review để cập nhật những thông tin review phim mới nhất nhé.